Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Toyota. Thì hôm nay Tình sẽ giới thiệu lại anh em mẫu xe Toyota Camry 2022. Và đây là phiên bản Camry 2.5Q nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Camry 2022 và mẫu 2.5Q này là một trong những dòng xe hot nhất thị trường về dòng xe Toyota. Thì qua tháng 5 thì giá xe em nó đã tăng. Tăng anh em nha. Giá cũ nó là 1 tỷ 349 triệu và giá mới là 1 tỷ 370 triệu. Giá tăng. Thì lý do tăng thì có rất là nhiều lý do. Quan trọng là Toyota Việt Nam tăng, thì ở đại lý và nhân viên bán hàng của Tình sẽ thông báo đến khách hàng về giá tăng. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cái dòng xe Camry vì sao nó hot nha. Và xe nó có trang thiết bị gì? Xin mời anh em cùng Tình tìm hiểu. I turn off the lights, I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Anh em nhìn thấy hồi xưa xe Camry là dành cho chủ tịch và dành cho bố. Nhưng mà Camry mẫu 2022 này dành cho mọi lứa tuổi đều có thể sở hữu được dòng xe Toyota Camry. Thì Toyota Camry có 4 màu sắc: màu đỏ, màu đen, đây là màu đen ánh xanh, và màu đen ánh nho nâu, và màu trắng ngọc trai. Tùy màu sắc cho anh em lựa chọn. Nó có 4 màu sắc thôi, không có nhiều. Thì ở mẫu này nó đã được trang bị những trang thiết bị mà anh em người ta cần ở đây ha. Nên nó sẽ tạo độ hot. Đầu tiên là về thiết kế. Thiết kế Camry rõ ràng là mới và trẻ trung hơn do dòng 2.5Q. Có một điểm như này anh em để ý nhé, là những chi tiết này là màu đen và sơn nhám, thì chúng ta có thể trang bị thay đổi, lấy từ phiên bản Camry Hybrid qua cho nhìn nó sang trọng, nó đẹp hơn. Anh em hãy nhìn thiết kế đẹp hơn. Rồi, đầu tiên là phần cụm đèn, thì tất nhiên là cụm đèn xe của Camry là full LED hết rồi. Full LED được thiết kế mới, hiện đại, sang trọng và trẻ trung. Đó là những điểm của Camry. Tiếp theo chúng ta có thể thấy cái logo của nó này. Logo này có gắn radar của hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Và những cái điểm cố hữu nhất của Toyota đó là camera 360 độ, nó đã được trang bị trên Camry 2.5Q. Hồi xưa mẫu xe rất là hiếm của những dòng xe Toyota có thể được trang bị camera 360 độ, thì ở đây nó đã có. Camry có 4 cảm biến, gồm 2 cảm biến trước ở phía trước nha, có 4 cảm biến phía trước, gồm 2 cảm biến trước và 2 cảm biến góc, nó đã có luôn. Đèn thì đèn cản cũng đèn LED luôn. Vì sao đèn cản? Đèn LED ha. Thì nó nhìn tổng thể Camry mới, sang trọng hơn, lịch lãm hơn, trẻ trung hơn. Nhiều anh em mua Camry về độ dán tem cá tính hơn theo phong cách của riêng mình nữa cơ. Thì đó là phần đầu xe, tổng thể về phần đầu xe. Tiếp theo chúng ta hãy đến phần hông xe. Thì hông xe chúng ta có thể nhìn thấy là điểm nhấn cái đầu tiên là bộ mâm xe, lai răng xe được thay đổi. Thì vẫn là thông số cũ,
nhưng mà nó thay về cái kiểu này anh em nha. Cái thông số của nó là 28545R18. Đó, nó vẫn là thông số cũ nhưng mà mâm xe thay đổi về cách thiết kế, nhìn xe nó cứng cáp hơn, cá tính hơn, trẻ trung hơn, nó không có đơn điệu nữa. Cảm biến áp suất lốp. Gương chiếu hậu thì chúng ta có gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và gập điện tự động gập ha. Thì tất nhiên ở xe này nó trang bị camera 360 độ ở đây rồi. Ở đây cảnh báo điểm mù có luôn. Nói chung là Camry đã full. Mở cửa thông minh, chìa khóa ở đây chúng ta chỉ cần đò tay vô chúng ta mở ha. Mặc dù chúng ta lóc ha, chúng ta lóc, nhưng mà khi chúng ta mở chìa khóa thông minh thì đơn giản chỉ thò tay vô đây, cảm biến mở ra cho anh em. Đây thiết kế vẫn như thiết kế cũ, viền mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome. Nhưng có điểm nhấn ở dòng xe này là nó thay đổi cả động cơ và hộp số, nên cái mức tiết kiệm nhiên liệu sẽ tốt hơn. Thì ở đây chúng ta có thể nói là ngoài đô thị nó chỉ là 5.41 lít, trong đô thị là 998 lít, và hỗn hợp nó chỉ khoảng 7.09 lít thôi. Đây mới là những yếu tố quyết định của dòng xe Camry theo xu hướng tiết kiệm nhiên liệu hiện nay. Rồi phần đuôi xe thì rõ ràng chúng ta sẽ nhìn thấy cái cụm điều đuôi xe nó được thiết kế đẹp hơn, mới, trẻ trung, nó không có sự già nua. Đây là một trong những điểm nhấn tạo nên thương hiệu Toyota Camry ha. Thì ở dưới đây chúng ta có luôn camera 360 độ, 4 cái cảm biến gồm 2 cảm biến lùi, 2 cảm biến góc, 2 cảm biến góc. Thì có hệ thống gọi là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau đây ha. Thì camera 360 độ. Cốp xe thì chúng ta có rất là nhiều cách mở ở trong xe, remote xe ha. Remote xe thì ở đây một xíu nè, anh em hãy để ý giùm tình nha. Đối với những dòng xe khác mở cốp nó ở giữa, nhưng mà Camry thì nó nằm ở bên này. Camry nó nằm ở bên này, bên này bên phải này, bấm nút bung lên ha. Anh em để ý đi, sẵn vô đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái khoang hành lý của Toyota Camry cực kỳ rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi luôn. Nó là một trong những cái mẫu xe mà rộng rãi nhất cùng phân khúc. Đây cái cốp xe anh em nhìn thấy không, rộng rãi và thoải mái. 1, 2, 3, 4, nó khoảng 1 mét anh em ạ. Này nó thiết kế nó tận dụng luôn cả cái hốc này để chúng ta có những cái đồ rộng, ví dụ như ghế đánh golf chúng ta để đây. Thì phía dưới thì tất nhiên là bánh xe cua con đội, mở lốp, móc kéo xe, nguyên đội. Lốp xe thì ở đằng Camry này là lốp xe tiêu chuẩn nha, như những bánh xe ở ngoài luôn. Có cảm biến áp suất lốp, anh em để ý nha, mình cũng phải cân cảm biến áp suất lốp của bánh xe sau này nha anh em, chứ không phải là chỉ cân 4 bánh thôi. Nhiều lúc bánh này nó mềm thì cảm biến áp suất lốp nó cũng sẽ báo. Ở Camry này thì nó chưa có gọi là cốp mở từ cốp điện, nó chỉ là cốp cơ và lò xo trợ lực thôi. Chúng ta vào trong tìm hiểu một xíu. Không gian nội thất Toyota Camry thì nói đến hãng Toyota thì Camry là một dòng xe sang trọng rồi ha. Là sedan thì nội thất nó sẽ gọi là rộng rãi nhất, trang bị đầy đủ trang thiết bị. Ở đây chúng ta có ha, đầu tiên là cửa nè, kéo vô luôn một xíu. Đây là cửa tự động rồi, gương chiếu hậu tự động gập luôn ha, gập như hồi nãy tin nói đó. Này là nhớ vị trí ghế lái, xe Camry mình nhớ được 2 vị trí thì bấm nút set, rồi nhớ bấm nút set này này thì nó nhớ vị trí là nó nhớ vừa gương chiếu hậu, vô lăng và ghế anh em nhé. Thì ở đây một xíu là chúng ta có tông màu Camry, thì Camry có tổng cộng 2 tông màu nội thất, 1 tông màu đen và 1 tông màu kem. Ở đây đây giới thiệu xíu luôn, này phải bật bấm nút điện lên một xíu để giới thiệu cho anh em thấy luôn là Camry. Đây là tay lái điện mình điều chỉnh ha. Mình điều chỉnh lên xuống 4 hướng anh em nha. Đó. Thì tay lái lẫy chuyển số vô lăng sport thể thao này, đèn thì
thì chúng ta có chế độ auto tự động bật tắt ha, đèn full led auto tự động bật tắt đã có. Cái này một xíu là ở dưới đây. Dưới đây chúng ta có nè, ở dưới đây có đèn pha tự động của hệ thống an toàn Toyota Safety Sense AHB, tắt cân bằng điện tử, bật mở camera 360 độ, mở cốp sau, mở bình xăng. Đó. Bây giờ chúng ta hãy vào trong xem một xíu về tổng thể của nó. Tổng thể không gian nội thất của Camry 2.5W, anh em nhìn thấy tổng thể 11 loa JBL, hệ thống âm thanh loa JBL, thiết kế rộng, đèn. Rồi, đầu tiên chúng ta cùng màn hình hiển thị của JBL. Âm thanh thì nó ok rồi. Nói đỉnh thì đối với âm thanh JBL không phải là đỉnh trên dòng xe ô tô đâu, nhưng mà đã gọi là cao cấp rồi anh em ạ. Thì ở đây màn hình chúng ta có các chế độ ha. Đây chế độ, nhưng mà ở dòng này chúng ta có là hệ thống gọi là kết nối này, có các kết nối. Và ở dòng này có Apple CarPlay và Android Auto, so với model cũ không có. Và đặc biệt Camry nó được kéo ra ngoài, nhìn nó trẻ trung thời thượng hơn ha. Trẻ trung thời thượng hơn. Thì có xíu một xíu ở đây. Đây là đầu màn hình hiển thị nha, không phải là đầu DVD nha. Bỏ cái đĩa DVD rồi. Ở dưới đây chúng ta có màn hình gọi là hệ thống dàn lạnh, nó nằm đây ha. Điều khiển dàn lạnh nó thiết kế nhỏ gọn thôi, nó đâu còn nhiều nút đâu. Quạt, hướng gió, AC, hướng lấy gió trong ngoài, điều chỉnh. Thì Camry mình là một dàn lạnh nhưng mà ba vùng lạnh độc lập. Tức có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh ở bên đây một nhiệt độ nè. Bên này một nhiệt độ lạnh tăng nè ha. Và ở đằng sau chúng ta có thể điều chỉnh một nhiệt độ, nó gọi là nhiệt độ ba vùng độc lập là như vậy ha. Xuống đây một xíu, anh em cũng để ý là có cáp USB ở đây để chúng ta gắn điện thoại á, sạc. Cái cổng ngoại vi đây, đây là cáp sạc không dây của Toyota đây. Đây sạc không dây ha, Camry có luôn. Đây là hộp số tự động. Thì ở riêng phiên bản 2.5W này, chúng ta có hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản 2.0W và 2.5 Hybrid thì là hộp số tự động vô cấp. Nhưng riêng anh này là số tự động 8 cấp. Có lý do của nhà sản xuất hết anh em nhé. Thì chế độ nó có 3 chế độ, là chế độ Eco, chế độ Novo và Sport. Thì để biết cái chế độ này như thế nào thì anh em phải chạy tiết kiệm nhiên liệu chế độ bình thường và chế độ sport thể thao vô chạy thì mới biết được anh em nha, nó sướng cỡ nào. Breakout thẳng tay, thẳng điện tử này. Breakout này là khi chúng ta đi số D, dừng đèn xanh đèn đỏ, thay vì chúng ta phải trả về N thì mình chỉ cần bấm breakout và thả chân thắng ra là nó sẽ giữ cho chúng ta rồi. Thắng tay điện tử đó là những cái ao ước khách hàng muốn thì đã được trang bị rồi. Qua bên đây chúng ta có thể thấy cái vô lăng xíu Camry. Rồi bên này là những nút tích hợp hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Thì anh em điều chỉnh nè. Đây là hệ thống hành trình chủ động nè. Lệnh lịch đèn đường nè. Báo tiền va chạm nè. Thì ở đây anh em sẽ nhìn thấy nè. Mình bấm là trên màn hình nó sẽ hiển thị cái khoảng cách. Cũng bám cái xe phía trước như thế nào nó sẽ hiển thị khoảng cách cho anh em. Nên nó đòi nổ máy để chạy, phải bấm hành trình chủ động thì mới bấm được cái nút này ha. Cái này thì anh em cần thì cứ call cho tình sẽ hướng dẫn. Vô trong bảng đồng hồ, vô xíu bảng đồng hồ, anh em sẽ nhìn thấy bảng đồng hồ được thiết kế rất là đẹp đúng không, những thông số hết của xe đó. Đây là cái quan trọng nhất là ở đây nha, chỗ cái bánh răng anh em nha. Ở khi mở bánh răng thì chúng ta có thể mở những cái hệ thống nha. Đầu tiên là cảnh báo lịch làn đường nè, va chạm phía trước nè, hệ thống hành trình cruise control nè, hệ thống gọi là cảnh báo điểm mù VSM mình muốn bật tắt mình ở đây, bật đây ha. Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo va chạm nè, cắt ngang phương tiện cắt ngang nè. Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi nè. Tắt bật cảm biến lùi nè, để ý giám tình nha. Đó. Màn hình hiển thị trên kính lái là húp ha. Đó. Và cuối cùng là
bật tắt rèm phía sau, tức rèm phía sau che nắng muốn nâng lên hạ xuống ha. Cái đó là tổng hợp những chức năng. Bên này là đồng hồ hiển thị tốc độ động cơ, bên này là hiển thị động xe. Thì đó là những cái tổng hợp về cái ngoại thất, nội thất, nội thất của xe đi. Tình muốn chia sẻ, giờ mình hãy ra băng ghế sau ha, băng ghế sau để chúng ta cùng cảm nhận một xíu về độ rộng rãi của băng ghế sau trên Camry 2.5 quy. Rồi, ở băng ghế sau Tình đang ngồi nha. Ghế này Tình đẩy ra hết cỡ chân gối, đẩy ra nó ngửa luôn á. Chứ còn nếu mà không ngửa thì như thế này, thì đẩy ra hết cỡ, anh em cũng đã ngồi cực kỳ thoải mái rồi. Chứ mình chưa nói lên mà đẩy ghế lên phía trước nữa. Đẩy ghế lên phía trước như này thì nó không còn gì bằng nữa. Đối với Camry này, nó có nó là dẫn đầu phân khúc về độ rộng rãi. Và đặc biệt ở băng ghế thứ hai, băng ghế thứ hai nó có thể điều chỉnh lưng ghế tăng giảm luôn. Anh em đừng nghĩ nó tăng giảm một xíu này nó không ăn thua, nhưng mà là cả một vấn đề đó anh em ạ. Cả một vấn đề khi chúng ta ngồi nó thoải mái. Lưng chỉ cần chừng này là nó đã thoải mái rồi. Nhiệt độ, điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh âm thanh, nhiệt độ, rèm và điều chỉnh ghế thì tất cả đều có ở đây hết. Cực kỳ hay á, Tình cực kỳ thích cái này ở đây. Camry thì tất nhiên nó phải có cửa gió phía sau hay cái cổng sạc. Thì cơ bản thôi, đó là những gì được trang bị trên Toyota Camry ở phần nội thất. Giờ chúng ta hãy qua đến phần giá lăn bánh, động cơ trước đi. Động cơ và giá lăn bánh của xe Camry này nha. Rồi, đây là phiên bản động cơ mới dành cho Toyota Camry và đã được hiển thị trên Camry 2.5Q. Thì nó cho công suất lên đến 207 mã lực anh em nhé. Là một trong những xe mà có công suất cao nhất của Toyota trong phiên bản Camry đó. Thì nó có những nào, vì sao Toyota muốn hướng đến khách hàng thay đổi cái gọi là bình mới rượu cũ bằng cách thay luôn cả động cơ và hộp số luôn, tiết kiệm nhiên liệu. 207 mã lực mà chúng ta đi với cái hộp số tự động 8 cấp thì nó sẽ tuyệt vời hơn, cảm giác hơn khi chúng ta đi ở hộp số tự động CVT. Đó là một trong những lý do Toyota đã lựa chọn. Và trong một những trong yếu tố nữa Toyota có đưa ra, đó là động cơ này là một trong những động cơ nó gọi là hiệu suất nhiệt tốt nhất trên thế giới hiện nay. Cái đó có thể nhiều anh em sẽ nói là mình phóng đại, nhưng mà thực chất là Toyota người ta đưa ra thông số nó như vậy thì mình sẽ báo vậy thôi. Ở đây nó có, đây là nước rửa kiến, nước làm mát, anh em để ý nha, nước rửa kiến nó ở đây nha. Còn nước làm mát là nó màu đỏ, chứ đừng có châm nhầm nước rửa kiến vô nước làm mát, nó có hiển thị hết. Ti thấm nhớt ha, lọc gió, bình ắc quy thì ở đây là bình ắc quy nó 60A, để ý giùm Tình. Có điều đặc biệt khi chúng ta sử dụng xe hàng ngày, cố gắng hãy mở nắp capo trước khi sử dụng để kiểm tra dầu thắng có còn hay không, những chi tiết cơ bản và đặc biệt. Nếu dầu thẳng hết khỏi sử dụng nữa, gọi bộ phận kỹ thuật người ta sẽ xử lý cho mình. Nhớ giùm Tình, dầu thẳng hết thì thôi ngưng sử dụng, đi Grab nha anh em. Đó là những gì Tình đã giới thiệu về dòng xe Toyota Camry 2.5Q 2022. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với giá lăn bánh. Như ở đầu video Tình đã nói, cái mẫu xe Camry dành cho tháng 5 là 1.370.000.000. Màu trắng ngọc trai thì tất nhiên nó sẽ tăng 8 triệu theo nhà sản xuất so với màu đen và màu đỏ. Và giá lăn bánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh chưa bao gồm bảo hiểm là 1.529.000.000. Và khi anh em chúng ta vay trả góp nhờ lãi suất của ngân hàng hỗ trợ thì nó chỉ khoảng tầm 450.000.000 là chúng ta có xe. Có rất là nhiều cái mức lãi suất khi chúng ta vay, tất cả đều phụ thuộc vào nguồn thu của anh em. Tất nhiên là những cái ngân hàng lãi suất tốt thì hồ sơ người ta sẽ phức tạp hơn, cần chứng minh hơn. Tình ở giới thiệu đây, Tình giới thiệu của cái lãi suất của Toyota hiện nay đang có gói là 7.29% cho một năm đầu tiên
và sau 1 năm đầu tiên nó là 10.65%. Nhớ để ý cho Tình hai cái giai đoạn. Hai cái giai đoạn vay ngân hàng có hai giai đoạn ha. Thì đó là Toyota. Thì ngoài ra nó cũng có cái chương trình lãi suất cố định 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là cố định suốt thời kỳ vay. Thì anh em hãy liên hệ với Tình qua số hotline 0962 863939 để được tư vấn về lãi suất ngân hàng, thủ tục vay như thế nào và nguồn thu nhập của anh em sẽ phù hợp với mức lãi suất nào, thì Tình sẽ tư vấn. Thì tất nhiên Tình sẽ cố gắng tư vấn anh em từ mức lãi suất thấp nhất đến mức lãi suất cao nhất, đó là về nguồn thu ha. Đó là những gì Tình muốn nói đến anh em về dòng xe Camry. Muốn sở hữu Camry 2.5W, liên hệ Văn Tình Toyota qua số điện thoại 0962 863939. Địa chỉ của Tình: Toyota Tân Tạo, địa chỉ 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những gì Tình muốn giới thiệu, chia sẻ anh em ở video này. Nếu anh em cảm thấy video hữu ích, hãy ủng hộ Tình một nút like, nút đăng ký kênh và rung chuông để ủng hộ cho kênh Văn Tình Toyota phát triển hơn nữa nhé. Tình xin chào và hẹn